Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh xe tải và phụ tùng của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm, đó là tổng côn trên của xe Trang Long H7. Một loại xe đang được sử dụng rộng rãi phổ biến ở nước ta hiện nay. Quay cận cảnh chi tiết cho quý vị cùng xem luôn. Đây, hàng chính hãng nhà máy, có mã QR. Hiện tại thì xe tải Trang Long nó chạy rất là nhiều ở thị trường Việt Nam, vì thế là chúng tôi nhập khẩu và phân phối các loại phụ tùng của xe Trang Long H7 như đồ thân vỏ, cabin tổng thành, các loại mặt nạ, bao đời sốc, lưới, liếc, gương. Đấy. Về phục vụ quý khách rất nhiều. Tất cả các sản phẩm chính hãng của nhà máy Trang Long H7 đều sẽ có mã QR và logo trên các sản phẩm. Quý vị và các bạn mà có nhu cầu về phụ tùng xe tải Trang Long H7, vui lòng liên hệ số điện thoại 0962 935 586 hoặc truy cập website xe tải và phụ tùng.com. Công ty chúng tôi thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Cơ sở 2 ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn gần cơ sở nào nhất có thể đến tận nơi để tham khảo cũng như biết công ty chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.